Rồi chắc có lẽ là mình mời anh Thanh Điền lên sân khấu luôn ha. Rồi hỗ trợ cho anh hai cái ghế đi. Rồi đưa ghế lên rồi anh, mình chuẩn bị hết mọi thứ rồi xong rồi. Dạ quý bà con cô bác thấy hôm nay anh Thanh Điền mặc đồ đẹp không ạ? Trời tiện ghê ha, có cái áo này xong nhét luôn cái song lan vô túi luôn. Bỏ vậy, vô nè. Bỏ vậy vô rồi đó. Đây cái ghế nha, từ từ nha. Rồi ok, bước qua luôn, bước qua luôn. Đây cái ghế, rồi, được không? Đó. Bây giờ trước khi chương trình diễn ra thì xin phép gửi tặng cho Thanh Điền một cái món quà. Mình nghĩ rằng là 50 năm gắn liền với cây đàn guitar, nhưng mà có lẽ là anh Thanh Điền chưa bao giờ có một cây đàn mà nó tươm tất. Cho nên mình cũng cố gắng là tìm được một cây đàn mà hy vọng rằng anh ấy thích. Mời các bạn mang lên mà. Ta chết chắc Thanh Điền cũng không bao giờ mà bỏ quên cây đàn này được đâu. Rồi giờ mình mở xong mình chơi luôn nha. Dạ. Đó. Đó. Ok rồi đây. Rồi Thanh Điền so giang gì đi nha. Đó. Bây giờ Thanh Điền khỏe chưa? Dạ. Sẵn sàng chưa? Chơi ha. Sẵn sàng. Rồi cháy nha. Dạ. Rồi ok. Dạ thưa quý vị các bạn, mở màn cái chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn. Tiết mục đầu tiên xin được giới thiệu bạn Hiền Trân, quán quân của thần tượng tương lai. Và Hiền Trân sẽ trình diễn ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Và kính thưa quý vị các bạn, bài hát này thì Hiền Trân cũng đã từng hát chung với anh Thanh Điền cách đây 2 năm. Con đã